in cái bản dán như thế này để cho, thì mẫu xe đợt này thì nó cũng giống như cái mẫu xe. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đã quay trở lại thành phố Vĩnh Long rồi. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ thay mặt tấm lòng của một nhà hảo tâm, đó là cô Kim Ngân ở tại Mỹ, ở Florida, Mỹ. Thì trong vài ngày trước em có chia sẻ giới thiệu với cô chú anh chị về hoàn cảnh của chị Nhung mà có con bị bệnh não, đang ở nhà trọ khu vực phường 5 và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Thì sau khoảng hơn 2 năm thì chiếc xe điện đầu tiên mà em đã thay mặt cô Thảo ở Mỹ hỗ trợ cho cô chị Nhung thì nó đã bị hư khá là nhiều. Tại vì do là chị hư, do chị Nhung, chị chạy mua bán vào rất là nhiều thời gian trong ngày. Bên cạnh đó thì đối với thêm cái nữa là bên cạnh đó là chị Nhung cũng di chuyển những cái quãng đường nó rất là xa. Và với cái đợt đó thì cái mẫu xe đó lúc đó cái bánh nó cũng khá là nhỏ, nó không có được cứng cáp và chắc chắn lắm, thành ra nó cũng nhanh xuống cấp. Và thì sau khi mà đối với nguyện vọng của chị Nhung là mong muốn có một chiếc xe điện mới để tiếp tục trong cái công việc mưu sinh mua bán và để lo cho con, một đứa con còn nhỏ và một đứa con đang đi học, thì chị ấy đã được hai nhà hảo tâm quan tâm, đó là cô Kim Ngân và cô Thảo cũng có liên hệ với em. Và tuy nhiên thì cô Kim Ngân đã, sau khi em đưa lên video thì cô Kim Ngân đã liên hệ trước với em rồi. Và thành ra ngày hôm nay thì cô ấy gửi về cho chị Nhung là 800 đô. Thì em mới đổi luôn, mới đổi cái đọt luôn. Bây giờ thì khoảng gần 5 giờ chiều với tỷ giá 2.545.100 đô. Thì 800 đô em đổi được là 20.360.000. Và tùy tấm lòng của cô Kim Ngân là mong muốn tặng chiếc xe điện còn dư bao nhiêu là hỗ trợ hết cho chị Nhung, để cho chị Nhung có cái chi phí trong cái việc trả tiền nhà cũng như là lo điều trị bệnh cho con. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng gặp bạn giao xe ở bên Bega Tùng Lâm ở tại Ô Môn. Dạ. Rồi chào anh. Dạ. Thì ở đây em cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị ha. Dạ. Thì chiếc xe bây giờ hiện tại nó vẫn như là lần trước là 5 bình, với bên Bega Tùng Lâm là bán là 14.900.000. Thì anh chủ anh cũng đã hỗ trợ thêm một cái bình cũng như là tặng thêm một cái thùng mì. Đợt này có hai cái ruột. Có dạ. Hai cái ruột. Vậy là như cũ ha, thùng mì, hai cái ruột, cái áo mưa và một cái nón. Dạ thì ở đây thì cô chú anh chị có thể thấy ha. Thì đối với trong những cái lần trước mà những chiếc xe mà bị cũ á, em có gửi về cho anh Tùng Lâm, thì anh ấy á, có thu lại tổng cái chi phí mà những chiếc xe lăn cũ hoặc là những chiếc xe lăn điện cũ á, lần trước là được 3.800.000. Giờ thì em sẽ lấy cái tiền đó là để riêng ra, để khi nào có những hoàn cảnh khó khăn thì em sẽ dùng số tiền 3.800.000 đó từ những chiếc xe cũ mà cô chú anh chị đã nâng cấp cho những hoàn cảnh khó khăn để góp vào để mua chiếc xe mới, hoặc là gửi những phần hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh mà bị ngặt nghèo. Thì bây giờ em sẽ gửi cho bên Tùng Lâm là 14.900.000, với lại hai bạn từ Ô Môn qua cũng khá là xa, thành ra em xin phép cô Kim Ngân cũng tặng hai bạn mỗi bạn 100.000 và tiền uống nước cũng như đi xe xăng cổ hen. Dạ. Bây giờ mời anh đếm tiền nha. Dạ, đây là 10 triệu nha. Dạ rồi. 1 2 3 4 5. Cái này là 5 triệu nè. Rồi, gửi cho rồi, còn 14.900.000 thì gửi cho hai bạn mỗi bạn 100 nữa ha, là 15.1 triệu. Đủ rồi ha. Còn 3.800.000 này thì thôi thì để em nói với anh Lâm, anh tên gì em quên rồi. Anh Mậu. Anh Mậu sao? Ha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ dạ. Dạ rồi. Dạ, về. Rồi, chào hai anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Vậy là còn 3.800.000 từ những chiếc xe cũ thì em sẽ thay mặt nhà hảo tâm giải quyết trong cái đợt sau nha. Tại đợt này thì em cũng không có muốn mà giữ, tại vì giờ em giữ em cũng không biết gửi ai. Dạ. Thành ra chú tay bỏ cho con.
Thì bây giờ em sẽ tổng kết lại số tiền mà cô Kim Ngân gửi là còn bao nhiêu nha. Dạ. 1 2 3 4 5 5.260.000. Vậy là cô Kim Ngân tặng cho chị Nhung chiếc xe 14-9, bên cạnh đó còn 5.260.000. Và cũng rất là may mắn đối với chị Nhung là chị Nhung mới vừa được một cô nhà hảo tâm yêu thương. Cô ấy thì cũng đã từng đồng hành với em trong khoảng thời gian vừa qua. Đó là cô Hoa ở Mỹ, có gửi về cho chị Nhung thì là $200, tương đương với 5 triệu. Do cô Hoa chuyển khoản qua cho em á, thì nó chưa có tới 2.5 triệu nữa. Dạ, nhưng mà em sẽ gửi vô cho đủ là 5 triệu tương đương với $200 của cô Hoa để gửi đến cho mẹ con chị Nhung. Thì ở đây cô chú anh chị thấy thì em có nhờ chú Tây. Chào chú Tây. Dạ. Dạ, để nhận xe cũng như là đi in cái bản dán như thế này để cho, có thể nói là để cho người bán cũng như là những cái người mua ủng hộ vé số cho chị ấy biết là chị ấy được tặng, chứ không có để cho chị ấy nhiều khi người ta nghĩ chị ấy trúng số quá cô chú anh chị. Lần chị ấy mua thì người ta sẽ ít có ủng hộ vé số hơn. Thì mẫu xe đợt này thì nó cũng giống như cái mẫu xe trong khoảng một năm trở lại đây. Tuy nhiên thì cô chú anh chị có thể thấy là nó khác ở cái là cái bộ tem ha. Dạ, còn ngoài ra thì nó cũng y chang hết. Dạ, đèn số bảo hành nói chung không khác biệt gì lắm. Chú Tài chú mở máy lên con xem thử rồi chú Tài. Dạ, nói chung thì cũng giống nhau thôi. Còn cái này nó có báo km chạy được nè. Dạ, nữa nó báo là 40-45. Nói chung chị Nhung thì đã chạy chiếc xe trong một khoảng thời gian qua rồi, thành ra là chị cũng rất là rành rồi. Thành ra bữa nay là giao thì chắc là cũng không có gì mà phải chỉ dẫn cho chị thêm về cái vấn đề này. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị ha cùng đi đến chỗ trọ của chị Nhung. Chờ nhà chú Tây chạy chiếc xe xuống, sau đó em sẽ rước chú Tây về chung với em. Dạ rồi, đi chú Tây. À, vậy là chú đậu bên đây cầu kè. Dạ không, chú qua một cái là qua tới nhà không? Luôn rồi. Không có, đặng có gì con nói chuyện xong rồi có gì chú nhá cái chạy qua. Không, con điện chỉ luôn rồi. Điện rồi hả? Con điện chỉ cho chị lựa màu rồi. Tại vì lúc mà em hỏi về cái màu xe đó thì em có nói á. Dạ. Đừng chút kẹt ha. Đó, để con điện mấy bạn đó. À được ha. Con có nói với dạ. Con có nói với chị để cho chị lựa cái màu mà chị yêu thích. Thì lúc mà bên hãng xe gửi cho em là còn video màu xanh nè, màu đỏ nè, màu bạc nè. Dạ, dạ màu xanh này cô chú anh chị. Sớm lại một đơn khách VIP. Đây, 5 xe 3 bánh. Dạ đó, thì nó có màu nha mọi người. Thì chị ấy quyết định là lựa cái màu chạy 5 bình lớn một lần sạc đi trên 60 cây. À, cực kỳ là rồi, ok. Rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị qua bên phường 5 nha. Để đến chỗ trọ của chị ấy nha. Thì còn 3.8 triệu. Em sẽ tiếp tục em gửi cho anh chủ. Để những cái lần nào mà em thí dụ nhà hảo tâm nào mà tặng xe mà dạ chưa đủ cái giá trị chiếc xe thì em sẽ xin nhà hảo tâm bù vô thêm. Dạ rồi, chú Tây chạy trước đi, con chạy xem sao. Với để tên nhà hảo tâm ở phía sau như vậy để cho những người nhận có thể còn nhớ được trong khoảng thời gian vừa qua là ai tặng cho mình á. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị cùng đi phường 5 chung với em ha. Ở đây thì hiện tại bờ kè ở tại đường Tô Thị Quỳnh, Vĩnh Long thì đang làm hết rồi. Dạ, bây giờ em đã tới khu vực phường 5 rồi cô chú anh chị. Đường này là đường 8 tháng 3, phường 5, thành phố Vĩnh Long. Dạ, thì chú Tây cũng vừa tới. Đây, cô chú anh chị có thể thấy ha. Đây là căn nhà trọ của chị Nhung mà chị ấy đang thuê ở, với giá là 1.2 triệu. Dạ, thì xe của chị ấy đây. Rồi, chào chị Nhung.
Dạ. Chị đang làm gì đó? Dạ. Em mới cho nó ăn xong. À dạ. Rồi em mời chị Nhung ra nhận xe nghe. Dạ. Thì phải nói là chị là một trong những mà hoàn cảnh mà được sự yêu thương của cô chú dữ lắm luôn á. Dạ. Mới vừa đưa lên vài ngày thôi. Thì theo chị thì ai sẽ tặng cho chị chiếc xe ngày hôm nay? Không biết, nhớ cô Thảo quá trời mà không biết phải cô Thảo không. Dạ. Thì cô Thảo là một trong hai nhà hảo tâm mà muốn gửi tặng cho chị theo như là cái đôi chân của chị mà đang gặp khó khăn. Dạ. Thì ngày hôm nay đây là tấm lòng của cô Kim Ngân. Dạ. Thì sau khi mà cái video hôm bữa em đưa lên thì cô Kim Ngân hữu duyên với chị. Dạ. Cô ấy vừa xem là cô ấy điện qua nói với em liền. Tuy nhiên thì trong cái dịp cuối tuần thì cô ấy mới đi gửi được. Thì tới ngày hôm nay thì em nhận được từ tấm lòng cô Kim Ngân là em phóng xuống em liên hệ là em điện đặt cho chị liền. Dạ. Với thêm một cái nữa là cũng muốn cho chị lựa cái màu cho chị yêu thích. Đó lý do vì sao mà phải cho chị xem cái màu. Dạ. Thành ra báo trước cho chị biết. Dạ. Với thêm cái nữa thì cũng để cho chị ở nhà để chị nhận quà của cô Kim Ngân. Dạ. Bữa nay chị nhận được phần quà của cô Kim Ngân thì chị cảm giác như thế nào chị Nhung? Dạ mừng lắm cô ơi. Mừng lắm cô. Tại vì mẹ con vậy mà được sự quan tâm của cô thì con mừng lắm. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Không gầy. Tính đâu là không được. Không nghe anh mình điện em cũng buồn. Em nói trời ơi không biết sao đây. Dạ. Em đi sửa chiếc xe lại thì anh cũng nói giống như là cái nào hư thì sửa cái đó. Nếu như nguyên bộ hết thì nhiều tiền, nhưng mà sửa chạy đỏ thôi chứ chiếc xe nó cũng còn kêu lắm. Mà xe chị nói về những cái xe này mà một khi mà sửa mà cứ liên quan tới máy á thì chắc chắn là xe không có được bền. Dạ. Đó là lý do vì sao á, mà em mong muốn á, là có nhà hảo tâm tặng cho chị chiếc xe mới. Còn mà chiếc xe này của chị hình như hồi nãy chị có chia sẻ là chị cũng có nhờ bên hệ thống Bega qua bên sửa hả? Là sửa phần nào của chiếc xe? Thay nguyên cái cây nghe. À dạ. Cái kia thì còn xài được thì để lại, nếu như nhiều quá thì. Vậy là cái này là cái trục ngang của cái bánh xe đó ha. Dạ. Hai bên bánh luôn. Dạ. À dạ. Là chị thay hết bao nhiêu tiền? Dạ, hết trơn là 50. Là chị thay khi nào? Chị hôm qua. Chị hôm qua. Dạ. Có nghĩa là do là chị cũng không nghe tin em nói gì đúng không? Dạ, giờ mượn cái xe chị tiền hoài, chị có đủ điện chị đi. À, thành ra là thôi ngại rồi bấm bụng sửa luôn. Dạ. Rồi 1,000,000 gì vậy, chi phí đâu chị có thì chị sửa. Chị mượn chị tiền mấy trăm rồi em được mấy trăm thì sửa thêm. À, dạ. Đó, thì bé này là bao nhiêu tuổi em quên rồi? Dạ, 9 tuổi. À, đứa này là bé thứ mấy của chị? Dạ, bé thứ hai. Em còn bé nhỏ, 7 tuổi. Đứa đó em là 13 tuổi. Dạ. Thì bây giờ em mời chị ra xem chiếc xe nha. Dạ. Cũng như là chị thì sẵn đây cũng chia sẻ luôn với chị ha. Dạ. Về cái vấn đề đầu tiên á, là do là chị lỡ sửa chiếc xe rồi. Dạ. Nhưng mà sửa thì chắc chắn nó cũng không bằng được xe mới đâu. Và chạy nó thuộc dạng là chạy tạm chứ không phải là chạy được thời gian dài. Dạ. Thành ra nếu được thì chị có thể chia lại cho cái người nào khác mà chị biết đó, hoặc là chị tặng cho người ta. Dạ, em gửi lại cho anh Minh đi, anh Minh tặng ai thì vậy, không biết ai được giờ đưa nữa. Em tặng thì em tặng xe mới chứ em không có tặng xe sửa. Tại nếu mà tặng xe sửa có trục trặc người ta sẽ nói, người ta sẽ mắng vốn em. Dạ. Thành ra là tốt nhất là chị giải quyết chiếc xe cũ nha. Dạ, nhưng mà em hy vọng là khi mà cô Kim Ngân tặng cho chị chiếc xe ngày hôm nay thì chị sẽ sử dụng luôn vào ngày mai để mình đi bán ha. Dạ. Chắc chiều nay đi luôn. À chiều nay đi luôn hả? Dạ, chị lấy giấy số chưa? À dạ rồi. Rồi em mời chị xem chiếc xe ha. Chiếc xe này có đúng với cái màu mà chị mong muốn không? Dạ đúng. Dạ. Với cái mẫu này á, là cái mẫu xe cao. Chú tay chú có thể dê chiếc xe nó song song để cho con quay để cô chú được biết á. Dạ. Cái đợt của chị với chị Tuyền á, là cái đợt đó thì ngay chiếc xe nó không, cái mẫu bánh nó hơi thấp. Chứ đợt đó em nhớ không lầm là em mua chỉ có 13,9 thôi. Nhưng mà cái đợt này thì 14,9 thì chị thấy nó khác biệt rất là nhiều đúng không? Dạ, nó cao hơn. Dạ. Cao hơn, có bánh bự hơn. Với lại là chị chắc là có lẽ cũng phải làm một cái khung để sẽ ở bên bên chỗ thanh nệm phải không ạ? Dạ. Sẽ tặng cho chị một cái mu như thế này. Dạ. Đây cô chú anh chị có thể thấy chiều cao của hai chiếc xe ha. Thì cũng như những lần trước thôi,
À, nhưng mà hình như ngày xưa lúc chị nhận xe là lúc đó đâu có được tặng thùng mì đúng không? Dạ. Dạ. Áo mưa với cái nón. À, chỉ có áo mưa với cái nón thôi ha. Dạ. Thì cái đợt này là thùng mì, hai cái ruột xe, à, cái áo mưa, cái nón. Thì cái số điện thoại của bên bảo hành xe thì chị biết rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ thì chú Tây có thể nào chú dắt xuống dưới để cho chị chạy một vài vòng để cho con quay, à, để cô chú được biết. Thường thì em thấy chị chạy rất là chuyên nghiệp, nhưng mà xe mới thì chưa biết sao. Chiếc xe cũ thì em thấy chị chạy quen á, chị chạy một tay chị chạy là nhiều khi là đua với xe máy được đó. Nhưng mà chị ấy á, khi tới những cái quán á thì chị sẽ đậu xuống. Dạ. Thì chị vô mời thì nó sẽ dễ bán hơn. Dạ. Đó thì rồi cái vấn đề mà chị tặng xe này thì chị tự quyết định nha. Còn không thôi mà chị bán rẻ lại cho ai thì cái đó để chị để vô cái chi phí tiền nhà. Dạ. Hen. Dạ. Nhưng mà chiều nay là đi bán luôn phải không? Dạ, chiều nay đi bán xe mới. Thôi xác em nha. Dạ. Đi bán không đủ đâu. À pin bây giờ pin nó còn có hình như có hai nấc thì vậy. Hai nấc này thì bán chắc. Quá, tới đây. Tại vì chị biết. Vậy thì chiều nay chị đi chiếc này một lần nữa đi ha. Dạ. Rồi ngày mai thì chị bắt đầu sử dụng này nha. Dạ. Dạ. Chứ là xe mới mà tặng thì chắc chắn là không có ngồi xe cũ được nghe. Dạ. Dạ. Từ cái dòng xe này á, là chị không cần phải bóp thắng luôn. Chỉ cần mở máy lên là mình đi tới thôi ha. Dạ. Mất đỏ rồi hả chị? Vậy là thôi chị phải sạc nha, sạc một đêm. Rồi chị đi một cái vòng rồi chị quẹo lại em nha, tới xe quẹo lại em. Do chị Nhung là một trong những hoàn cảnh mà tay với chân chị ấy còn lành lặn đó cô chú anh chị. Thành ra là chị ấy có thể thắng bằng chân nó cũng rất là dễ dàng và rất là ăn luôn. Đó, thường thì cái cách chị đấy đi bán là sẽ như thế này nè cô chú anh chị. Cái khu vực chỗ chị ở là ngay ở dưới bên hông dốc cầu kè này thì nó cũng tương đối nó khá là nguy hiểm ha. Là nó bị khuất cái tầm nhìn chỗ này nè cô chú anh chị. À giờ là chị ấy là hay qua lộ khúc này rồi lên cái bờ hướng chỗ này. Chị muốn gửi lại đến em nhưng mà... À... Cô chú anh chị thấy là chị Nhung rất là chuyên nghiệp ha. Thì là đa số là chị là lên bằng cái dốc này cho nó an toàn ha. Dạ. Vậy là phải sạc pin thôi. Dạ. Vậy là bữa nay cho chị đi chiếc xe kỷ niệm này cuối cùng một lần nữa ha. Dạ. Nói chung thì cũng muốn để cho chị giữ hai chiếc nhưng mà thôi. Tại tốt nhất thì chị nhường cái tấm lòng cô Thảo đến với người kém may mắn hơn. Dạ. Mà theo chị biết nha. Tại vì chị đi bán thì chị cũng biết là nhiều hoàn cảnh giống như chị rất là nhiều. Thành ra là chị hãy trao tấm lòng cô Thảo, truyền tay qua cho người khác. Dạ. Chị ha. Dạ. Thì bữa nay chị hữu duyên với cô Kim Ngân. Một lần nữa chị có nhắn gửi gì với cô ấy không? Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm cô Kim Ngân ơi. Tại vì con như vậy mà được cô quan tâm tới là con mừng dữ lắm. Không trời không có chiếc xe con đi. Dạ. Con không có buôn bán gì được. Bây giờ có chiếc xe mừng quá trời mừng. Dạ. Cảm ơn cô nhiều, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, cái cảm giác của chị khi mà chị chạy chiếc xe mới vậy thì chị cảm giác như thế nào? Dạ chạy thì ngon hơn, chiếc xe kia chạy nhanh hơn, cái chớn nhanh hơn. Chớn nhanh hơn đúng không ạ? Dạ, nó mạnh hơn. Dạ, tại vì cái mẫu sau này thì nó ngon hơn. Dạ. Khoảng mà một năm trở lại đây thì gần như là những cái mẫu xe này là em gửi rất là nhiều. Dạ, nhưng mà những người may mắn như chị thì không có được nhiều đâu. Dạ, dạ thì em chị... nghe anh Minh nói là em mừng dữ lắm. Dạ. Trời ơi, hồi sớm giờ để anh để ngồi cái là em mừng, em mới nằm nó đợi quá. Nôn quá chừng. Dạ. Với lại cho em cảm ơn cô Thảo. Dạ. Thảo ơi, mà cái xe hư rồi á, bây giờ á cô á, có cô Kim Ngân hỗ trợ cho con thì bây giờ cái phần của cái xe này á con nhường lại cho người khác. Con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Cảm ơn chị. Cô nhiều dữ lắm cô ơi. Dạ. Cô Thảo cũng mới xem video của em thì hôm qua cô Thảo cũng nói với em là nếu mà chị chưa có may mắn nhận được tấm lòng của nhà hảo tâm sớm hơn thì là cô Thảo sẽ đứng phía sau để chờ đợi.
để hỗ trợ cho chị. Dạ. Dạ. Nhưng mà cũng rất là may mắn là cô Kim Ngân đã gửi về cho chị. Dạ. Dạ. Thì bên cạnh cô Kim Ngân tặng cho chị chiếc xe, dạ, cô Kim Ngân vẫn tặng cho chị thêm một ít chi phí để cho chị đóng tiền nhà, dạ, hoặc là chị để dành mỗi khi mà bé mà nó có bị bệnh á, dạ, thì chị cũng có chi phí để chị nhập viện. Dạ. Dạ. Thì cô Kim Ngân tặng cho chị tổng cộng ngày hôm nay là 800 đô. Dạ. Chị biết 800 đô được bao nhiêu không? 6 triệu. Dạ. 800 đô thì tương đương là 20.360.000. Dạ. Tuy nhiên thì chiếc xe là em mua là 14.900. Dạ. Bên cạnh đó thì hai bạn giao xe qua em gửi là 200.000. Dạ. Là 15.100.000. Dạ. Thì bây giờ chị đếm giùm em xem thì còn bao nhiêu là từ tấm lòng của cô Kim Ngân. Dạ. Chào chị Tiên. Dạ. Chị đi đâu đây? Đi mượn lấy. 5.260.000. Dạ. Dạ. Theo chị thì bữa nay chị thấy cô Kim Ngân rất là yêu thương chị. Dạ. Tặng cho chị đôi chân mới mà còn tặng cho chị về cái chi phí tiền thuê nhà. Dạ. Cũng như là cái chi phí để cho chị để dành lo cho bé mỗi khi bị bệnh. Dạ. Dạ. Lần nữa chị nhắn gửi gì với cô ấy? Dạ, con cảm ơn cô nhiều cô ơi. Chúc cô nhiều sức khỏe. Mừng quá giờ không biết nói gì hết. Quá trời mừng. Cảm ơn cô. Thì bên cạnh đó, bên cạnh cô Kim Ngân thì dạ, bữa nay chị cũng đã hữu duyên với một cô, dạ, nhà hảo tâm cũng thường xuyên mà ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn qua kênh của em. Dạ. Đó là cô Hoa ở Mỹ. Dạ. Thì cô ấy mới gửi hồi trưa thôi. Dạ. Nhưng mà cô ấy chỉ định tặng cho chị số tiền là 200 đô. Dạ. Dạ, để cho chị có cái chi phí cũng như cô Kim Ngân là đóng tiền nhà, lo cho bé bệnh hoặc là làm vốn mỗi khi mà mua bán mà nó gặp khó khăn đó. Thì cô Hoa tặng cho chị bao nhiêu đây? Dạ, cô Hoa ở Mỹ, chị đếm giúp em. Sao chị biết mà chị chạy qua hay vậy? Đó, xe chị Tuyền với chị Nhung là một đợt á cô chú anh chị. Mà chị Tuyền so ra là chạy vẫn còn đây còn tốt không chị? Còn, cái máy em chưa động. Trời quá hay. Dạ, thì chị thấy cô Hoa là một nhà hảo tâm mà cũng mà yêu thương chị, dạ, gửi tặng cho chị như vậy. Thì chị có nhắn gửi gì với cô Hoa không? Dạ, con cảm ơn cô Hoa nhiều. Cảm ơn cô nhiều cô Hoa ơi. Chúc cô nhiều sức khỏe, cô may mắn phát tài. Dạ, thì đó con chị gặp nhiều may mắn nha, để làm ăn phát tài, để có tiền hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn như con. Con cảm ơn cô. Thật sự là cuộc sống này á, chỉ cần mà chị cố gắng hết với tấm lòng của nhà hảo tâm. Là em bình thường em không nói, nhưng mà em thấy chị bán ở những cái khu vực nào, dạ, và cái công việc của chị với cái công sức của chị thật sự là lo cho gia đình của mình, dạ, với những đứa con của mình đó. Dạ. Anh cố gắng dữ lắm anh Minh. Tại em thấy hết ba đó. Đứa bởi vậy phải quán bư quán quào, dạ, tại vì lúc ngày cha nó không đi làm được mà bà nội nó bệnh, dạ, nên em phải cố gắng em làm nhiều hơn nữa. Bởi vậy bé này nó bệnh em mới bán được bữa nào hay bữa đấy. Nhiều khi em thấy nhưng em không có nói, dạ, nhưng mà khi mà chị gặp mà cái nào mà thuộc dạng mà ngặt nghèo, dạ, như cái đợt này, dạ, là em là sẵn sàng giúp cho chị, dạ, một cái video để giúp cho chị kết nối với nhà hảo tâm. Còn cái phước duyên chị nhận được hay không là ở chị thôi. Dạ, thì cũng rất là may mắn là lần này chị được cô Kim Ngân với cô Hoa, dạ, là hỗ trợ. Dạ, cái phần quà mà lớn và quý báu như vậy, dạ, thì hy vọng là trong cái dịp Tết sắp tới, dạ, cũng gần rồi, sẽ giúp cho hai mẹ con của chị ha, gia đình của chị có thêm được cái phần thu nhập với tấm lòng của hai cô. Dạ. Dạ. Rồi thôi bây giờ thì chị tiếp tục đi bán nha. Dạ. Dạ. Giờ chị ghim sạc xe này nha. Dạ. Dạ, ngày mai thì em không muốn thấy chiếc xe cũ nữa nha. Dạ. Dạ, dạ rồi. Dạ rồi. Rồi. Giờ sao chị Tiền biết em có tặng mà lại mừng hay vậy? Có nghe Nhung nói. Rồi xe là chị xe chị là còn chạy ngon em nha. Dạ. Nó chỉ hư về thôi trong. Mà so ra là chị nguyên. So ra chị hay đó chứ. Tại vì em thấy là chị xài cùng đợt với chị Nhung, dạ, mà chị chạy là cũng dữ dội đó. Em chạy em đi nhiều lắm đó chứ. Bởi vậy đi chị đi liên tỉnh luôn á. Nhiều hơn Nhung đó. Tại vì chị đi qua những cái tỉnh, dạ, Đồng Tháp rồi để chị, dạ, bệnh cho bé nè. Dạ. Ừ. Mà con của chị thì nhìn nó lanh hơn ha. Lanh nó biết hết trơn, cái này. Bởi biết vậy. Nhiều lắm. Dạ, vậy là chạy qua mừng ké ha. Mừng ké. Đó chứ cũng chị Nhung cũng cảm ơn chị dữ lắm đó. Chứ mà không có chị cho mượn xe trong những cái lúc mà xe hư thì chứ chị đâu có sống được. Khổ thì chị em này tiếp nhau. Dạ.
Rồi thôi cảm ơn chị Tiền, rồi cảm ơn chị Nhung nha. Dạ cảm ơn chú Tây. Dạ. Xe mới khỏe rồi, hết sợ sửa lại. Từ đây tới Tết là em rồi. Em rồi, khỏe rồi. Dạ khỏe rồi. Dạ. Thì một lần nữa chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Kim Ngân và cô Hoa, là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ đã hỗ trợ cho hai mẹ con của chị Nhung. Và em cũng không quên cảm ơn cô Thảo và những nhà hảo tâm đã từng yêu thương những hoàn cảnh kém may mắn do con bị bệnh từ nhỏ, như là hoàn cảnh chị Nhung, hoàn cảnh chị Tuyên, như hoàn cảnh chị bé Sáu và chị Thu trong khoảng thời gian vừa qua. Và thì em chân thành cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm, và nhất là những cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị nhà hảo tâm sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự trợ duyên đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất. Cảm ơn chú Tây. Rồi chào mấy chị nha. Dạ. Ủa vậy là mỗi lần mà chị chạy xe vô buổi tối là phải ghim cái này qua đó hả? Dạ, phải nút nó lên. Ủa rồi một mình chị rồi làm sao ghim nổi cái em tấm này? Giờ, em để xong á, em kéo lần. Dạ. Cái nhà này thì nó thấp hơn cái mặt nền chắc khoảng tầm 1 mét á. Dạ. Đó, em nhờ chú Tây để dắt chiếc xe của chị ấy vô để cho chị sẽ sạc. Và ngày mai thì bắt đầu chị ấy sẽ đi chiếc xe mới. Trời, bình thường mà mình dắt mà còn khó vậy nữa, huống chi mà chị dắt trời. Dạ. Rồi, đi bán với mẹ nha con. Ừ. Dạ con có thấy nãy rồi. Rồi vậy thôi chị ghim sạc luôn đi ha. Để cho sáng mai nó đầy là bắt đầu. Rồi chị tìm người chị tặng xe đi. Dạ, chào tấm lòng cô Thảo qua. Dạ. Mình sống là để chia sẻ mà. Dạ, những hoàn cảnh nào mà chị thấy mà khó khăn hơn á thì chị gửi. Nó cũng nằm chính giữa hả chú Tây? Dạ. Rồi rồi, đợi chút xíu con, đợi mẹ chút nha. Mấy ngày chị bán được nhiêu tờ rồi chị Tiền? 2 cùi anh. 2 cùi 260 hả? Dạ. Để bị bữa sáng em bán được có 1 tiếng đồng hồ. Ồ, sáng đi đi trị bệnh cho bé hen. Sáng 6 giờ rưỡi em cho thằng này vô học rồi em mới đi. À, đi 6 giờ rưỡi. 7 giờ 45 em phải lên tới chú 7. Qua 8 giờ là chú 7 đâu nha. Ủa vậy là chị bán được có một chút xíu à? Dạ, có chút xíu à. Còn nhiêu chiều em mới đi bán. Mà cái khung giờ quan trọng nhất là buổi sáng. Người ta cà phê nhiều. Qua 8 giờ là chú 7 không nhận. Bởi vậy. 7 giờ 45 là phải có mặt rồi. Dạ. Dạ. 9 giờ là ra về dưới này cái nó là 10 giờ là dạ. Cho nó ăn ngủ luôn. Chị còn ở trọ chỗ cũ không? Dạ, ở đây đó. Dạ. Chị Nhung chị cầm ổ điện xong em thấy nó ghê quá chị Nhung. Mốt chị cầm hai bên hông này nè chị Nhung. Dạ. Dạ. Chứ mà chị cầm dọc luôn cái thấy, thấy ghê quá. Rồi nó cháy đèn rồi, là vô rồi. Dạ rồi vậy hen. Dạ. Rồi tắt nha. À, mô mốt chị Nhung chị để cái cục sạc nó xa xa cái ổ điện tí nghe chị Nhung. Dạ, dạ đúng rồi, cho nó tạo một cái khoảng cách á, cho nó an toàn chút ha. Dạ rồi. Rồi thôi hai mẹ con đi, đi bán đi nha. Dạ dạ. Cảm ơn cô chú nhiều. Dạ. Rồi có gì tối đem xe đi vô. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chị Tiền nha, đã yêu thương chị Nhung. Hai chị em mà. Dạ, nương qua nương lại ha. Dạ. Rồi tạm biệt nha, tạm biệt con, tạm biệt chị Tiền chị Nhung nha. Mấy bà chúng mình. Mấy bà chúng mình này. Dài đòn ra quá rồi. Dài có chiều cao không à? Nhưng mà lanh. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị.